Bia Ê, ăn phải không? Bia ăn phải không? mình Bia khai ăn, khai khai Bia quang ăn. nha. Cái món này là đặc sản đó nha. Bia ăn chứ mọi người ăn. Ông quay để vô ông mẹ nè, quay 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 vô mẹ quay để hỏng luôn, quay để hỏng luôn. Nuốt vô. Qua đây, qua đây, qua đây. Đó, quá làm lại, làm lại, tặng con nữa, làm lại. Bây giờ, bây giờ ở đây ai trứng? Bây giờ ở đây ai trứng đúng không anh? Bia ăn, ăn là mười mấy con á. Chúng con mình không dám ăn, mình cũng không dám ăn. Không còn gì đâu, bây giờ ai không ăn không ăn mà đừng nói, nói ăn nữa không đủ à, không đủ. Nói đi mười đứa này nói. Nằm nhúng nơi. Ta ăn chúng con. Có vụ nữa. Nhúng vậy cũng được. Thì muốn luôn. Giờ mới thấy thương mày có. Này. Béo mà nó. Nhai đâu có độ béo đã đó. Mình sát trùng rồi. Sáng ăn cái à. Vô nước mắm cũng chắc tùng rồi. Vô nước mắm hơn. Quay em vô vô. Bụp. Giống em làm cột sữa. Béo trời mày. Cảm giác cảm giác cảm giác. Trời mày. Như bò sữa, như bò sữa. Trời ơi, ngon lắm. Như bò sữa bây giờ. Con ăn rồi con ốc à, kiếm không có luôn á, đừng có chơi à. Mới ăn rồi. Mới ăn rồi. Cái này còn chết là nhỏ. Ngay luôn cái đầu nha, đã lắm. Ha. Đúng rồi. Ngon. Đúng rồi. Không không? Có đảo không? Thôi được rồi, không phụng rồi. Đủ rồi, rồi. Đi ăn hết rồi. Không ăn, không ăn. Có tròn quá nẻ. Thiệt. Không, không, không. Bé béo rồi con. Nó giòn, giòn. Ăn nó bụt. Không sống nó có rồi. Có gì á? Mày đáng ngoài mà. Ăn không? Mày đáng chiều tao đi. Mày cứ hồi chiều. Con thôi. Không ăn sống hả? Đúng rồi. Cũng bình thường à. Với đáng hồi chiều đi. Với chiều tao đi. Cái da nó hơi dai. Đúng rồi. Nhưng mà cắn mẹo. 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 Cắn mẹo.